Kính chào quý vị, quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động, hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong hôm nay, 16 tháng 4, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, miền Tây có nơi tương tự, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Bước sang ngày mai, 17 tháng 4, nắng nóng suy giảm và thu hẹp trên khu vực Nam Bộ. Theo đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày này tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh là 35 đến 37 độ C, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An là 35 đến 36 độ C. Các địa phương còn lại của Nam Bộ như Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, hậu gia không còn xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 35 độ C. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa quản ở khu vực dân cư và chế trừng. Ngoài ra, đắng đóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, độc quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Giá vàng trong nước các loại sáng nay, 16 tháng 4, đồng loạt tăng từ 200.000 đến 400.000 đồng mỗi lượng theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ, Công ty PNG niêm yết giá vàng miếng SCC mua vào 82,2 triệu đồng một lượng, bán ra 84,3 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC cũng niêm yết mức giá tương tự. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại tăng mạnh tới 400.000 đồng một lượng, lên mức 75 triệu đồng một lượng mua vào, 76,9 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, Kim loại quý này được giao dịch ở mức 2.381 đô la Mỹ một ounce, giảm nhẹ so với đầu giờ sáng nhưng vẫn cao hơn 20 đô la Mỹ so với hôm qua. Theo giới phân tích, đà tăng của giá vàng thế giới đã tác động khiến giá vàng trong nước tiếp tục đi lên, bất chấp thị trường đang kỳ vọng những phiên đấu thầu vàng miếng sắp tới của ngân hàng nhà nước nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tính từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa. Trong bối cảnh ngành hàng không đang đối diện với việc lực lượng vận tải bị thiếu hụt, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp. Về phía Cục Hàng không đã chỉ đạo tăng tham số điều phối giờ hạ cất cánh, lót tại sân bay nội bài từ 37 chuyến một giờ vào khung giờ ban ngày và 30 chuyến một giờ vào khung giờ ban đêm, lên tương ứng là 42 chuyến 1 giờ và 32 chuyến một giờ. Tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 42 chuyến một giờ vào khung giờ ban ngày và 32 chuyến giờ một vào khung giờ ban đêm, lên tương ứng là 44 chuyến 1 giờ và 36 chuyến một giờ. giờ Trong các ngày 26 tháng 4, 27 tháng 4, 34 và 1 đến 5, tăng tham số điều phối tại Tân Sơn Nhất lên 46 chuyến một giờ vào khung giờ ban ngày. Về phía các hãng hàng không Việt Nam, thực hiện tìm kiếm, bổ sung máy bay bằng việc thuê ước các máy bay, tức thuê máy bay có đội bay trong giai đoạn ngắn hạn, kéo dài thời gian khai thác đội máy bay, đặc biệt là tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và ban đêm. Đồng thời, các hãng hàng không phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất trong công tác phục vụ chuyến bay, qua đó rút ngắn thời gian quay đầu tàu bay từ 45 phút xuống khoảng 30 đến 35 phút, phù hợp với điều kiện khai thác thực tế của hãng hàng không sân bay và tăng cường đưa máy bay thân trọng vào khai thác nội địa để góp phần bổ sung tăng tải cung ứng Ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, bị can Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, C03, điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. ngày 16 tháng 4, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố 24 bị can để điều tra về hành vi truyền bá dân quá phẩm đồ trụy. Trong số đó, 6 bị can đã bị bắt tạm giam, 18 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, ngày 30 tháng 3 năm 2022, hai đối tượng BGT và HND tạo nhóm trên ứng dụng Zalo có tên Hong Clip Hot nhằm mục đích chia sẻ, đăng tải, phổ biến các video chứa nội dung khiêu dâm, đồ trụy để những người trong nhóm xem, bình luận. Sau đó, T và D thêm nhiều thành viên là người thân, bạn bè chủ yếu đang làm việc, sinh sống trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, vào nhóm để chia sẻ nhiều video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồ trụy có nguồn gốc trên mạng. Kiểm tra, trích xuất dữ liệu, cơ quan chức năng xác định tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm Zalo Hong Clip Hot có hơn 100 thành viên tham gia, đã đăng tải tổng cộng 247 video, trong đó 239 video chứa nội dung khiêu dâm, đồ trụy để phổ biến, truyền bá cho các thành viên trong nhóm xem, bình luận. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzl Halevi ngày 15 tháng 4 tuyên bố, Israel sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Theo tờ The Guardian, đội các thời chiến của Israel đã họp lần thứ tư trong hai ngày qua vào chiều ngày 15 tháng 4. Các quan chức cho biết nội các thời chiến Israel thảo luận về thời gian và phạm vi đáp trả cuộc tấn công của Iran. Ngoài phản ứng về quân sự, họ cũng cân nhắc các lựa chọn ngoại giao để cô lập hơn nữa Iran trên trường quốc tế. Trước đó, tối ngày 13 tháng 4, Iran phát động cuộc tấn công chưa từng có vào Israel với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái. Động thái này nhằm trả đũa cuộc tấn công mà Iran cáo buộc do Israel tiến hành nhằm vào lãnh sự quán nước này ở Syria vào đầu tháng 4. Israel tuyên bố đã bắn hạ 99% máy bay không người lái và tên lửa của Iran với sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. thẩm phán do môi trường ngày 15 tháng 4 cho biết, ông Donald Trump không thể tham dự các phiên tranh luận về quyền miễn trừ của tổng thống tại tòa án tối cao vào ngày 25 tháng 4. Quyết định mới nhất của thẩm phán do môi trường được đưa ra sau khi ông này trì hoãn quyết định cho phép cựu tổng thống tham dự buổi lễ tốt nghiệp trung học của con trai Úc Biden Trump vào ngày 17 tháng 5. Cựu tổng thống Trump ngày 15 tháng 4 ra tòa trong vụ án chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn Stormy Daniel. Ông Trump buộc phải tham dự phiên tòa dự kiến kéo dài sang tháng 5. Theo luật của bang New York, ông Trump phải tham dự toàn bộ phiên tòa trừ phi ông được thẩm phán cho phép vắng mặt. Về phía cựu tổng thống, ông Trump nói rằng ông có vấn đề thực sự với thẩm phán trình Trả lời báo giới bên ngoài tòa hình sự Manhattan ngày 15 tháng 4, ông Trump tham phiền rằng sẽ không được xét xử công bằng. Ông Trump lập luận rằng với tư cách là một cựu tổng thống, ông sẽ được miễn truy tố hình sự, vấn đề mà tòa án cao nhất của Mỹ, cân nhắc trong các cuộc tranh luận vào ngày 25 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chuyên mục 11h30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Ngọc Lý, Thanh Long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.